chào quý vị và các bạn, đây là bản tin kinh doanh bất động sản 8 giờ tối hàng ngày của công ty BlueSDT. Thị trường bất động sản rơi vào tình trạng đói hàng. Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản đang khan hiếm nguồn cung, đặc biệt là phân khúc có nhu cầu thực. Việc này đến từ nhiều nguyên nhân. Bộ Xây dựng cho biết, trong quý 2 năm 2022, số lượng nhà ở thương mại hoàn thành là 24 dự án với 5.608 căn, số lượng dự án bằng khoảng 109% so với quý 1 năm 2022 và bằng khoảng 70,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, miền Bắc có 13 dự án với 2.343 căn, miền Trung có 3 dự án với 961 căn, miền Nam có 8 dự án với 2.304 căn. Số lượng nhà ở thương mại được cấp phép mới là 29 dự án với 6.753 căn, số lượng dự án bằng khoảng 74,4% so với quý 1 năm 2022 và bằng khoảng 42% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, miền Bắc có 17 dự án với 3.763 căn, miền Trung có 9 dự án với 678 căn, miền Nam có 3 dự án với 2.312 căn. Qua các số liệu trên cho thấy, nguồn cung về nhà ở thương mại trong quý 2 năm 2022 vẫn chưa được cải thiện, đặc biệt là số lượng dự án được cấp phép mới chỉ bằng khoảng 42% so với cùng kỳ năm 2021. Về tồn kho bất động sản, Bộ Xây dựng cho hay, khả năng hấp thụ của thị trường quý 2 khá tốt. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022, số lượng nhà ở tại các dự án đưa ra giao dịch, nguồn cung, hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư, mua sử dụng của người dân vẫn cao. Các phân khúc nhà ở chung cư, nhà riêng lẻ, đất nền hầu như không phát sinh lượng tồn kho. Theo Bộ Xây dựng, các dự án được mở bán hầu hết đều có tính thanh khoản tốt, chủ đầu tư hầu như không có lượng sản phẩm tồn, không có giao dịch. Hiện nay, lượng tồn kho bất động sản hầu như chỉ có ở phân khúc căn hộ, nhà ở cao cấp, bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng và đặc biệt là đối với các dự án ở vị trí có điều kiện hạ tầng không thuận lợi và thuộc về nhà đầu tư thứ cấp. Cũng theo nhiều chuyên gia, hiện nguồn cung các dự án khá thấp, nguy cơ mà thị trường đối mặt là tình trạng bong bóng, sốt giá. Cách tốt nhất để hạn chế tình trạng này xảy ra là chúng ta phải hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, tăng phê duyệt dự án, tăng cung bất động sản lên nhiều hơn thì mới giải quyết được vấn đề của thị trường. Đồng thời, nhà nước, các bộ ngành cần nhanh tay, mạnh tay có những giải pháp thúc đẩy nguồn cung, giúp thị trường phát triển lành mạnh hơn. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin kinh doanh bất động sản ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bản tin tiếp theo.